má đi hôm nay là ngày thứ sáu, mẹ nói là lát phải về có mua được cái gì đâu, còn không thì trời ơi. Next station is Downsview Park. Downsview Park Station. Downsview Park Station. Doors will open on the left. Please stand clear of the doors. Next station is Shepherd West Station.
tối rồi. Jordan, what about your host? Nãy tao order rồi hả? Vậy xếp hàng đây không? Yeah. Thank you.
Chiều xuống đó và shopping rất là đông luôn, xe không có chỗ đậu nghe mọi người. Mùa này là mùa sắp tới chuẩn bị Noel cho nên cái không khí rất là náo nhiệt luôn, mà xe thì không có chỗ để mà đậu cho nên mọi người may mắn mới kiếm được chỗ đậu xe. Và xung quanh thì có những ngọn đèn Noel phía xa xa đang nhấp nhé. Vậy là chúng ta có một mùa không khí chuẩn bị đón Noel và một cái tuyết của mùa Noel đầu tiên cho ngày hôm qua hôm kia.